Thực hiện kế hoạch nhà nước giao năm 2019, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản Dân ca xứ Nghệ đã tiến hành phân công tổ công tác do đồng chí Nguyễn Đình Đắc, Phó Giám đốc Trung tâm dẫn đầu, tiến hành đợt khảo sát về tình hình hoạt động các câu lạc bộ dân ca ví dặm trên địa bàn 5 huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thành phố Vinh, Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn định kỳ thì chuyến khảo sát lần này cũng nhằm kiểm tra về tình hình hoạt động, sự chất lượng trong nội dung hoạt động cũng như khả năng nắm giữ và thực hành ví dặm tại các câu lạc bộ. Điều nhận thấy đầu tiên trong chuyến khảo sát lần này là số lượng câu lạc bộ đàn hát dân ca ví dặm được thành lập ngày càng nhiều. Hiện tại thì có 120 câu lạc bộ có quyết định được thành lập, trong đó số lượng thống kê của 5 huyện như sau: huyện Diễn Châu 8 câu lạc bộ, Quỳnh Lưu 13 câu lạc bộ, thành phố Vinh 21 câu lạc bộ, Hưng Nguyên 17 câu lạc bộ và huyện Nam Đàn 12 câu lạc bộ. Tổng số câu lạc bộ của 5 huyện là 61 câu lạc bộ. Số lượng nghệ nhân tham gia ngày một đông, tỷ lệ giới trẻ tham gia nhiều, sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương với công tác bảo tồn ví dặm ngày càng chú trọng hơn. Tuy vậy, trong bức tranh sáng bảo đó, vẫn còn có một số mảng xám mà chuyến khảo sát lần này muốn tìm hiểu và lý giải. Đó là số lượng câu lạc bộ dân ca thành lập đông, nhưng chất lượng hoạt động thì còn mang tính thời vụ, đối phó, chạy theo phong trào. Nghệ nhân nhiều nhưng khả năng nắm giữ và thực hành ví dặm còn yếu. Vấn đề đặt ra là liệu câu cửa miệng, nhà nhà hát dân ca, người người hát dân ca có đúng với thực tế nó phản ánh? Điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác lần này là địa bàn huyện Diễn Châu. Đây là một trong những địa phương có phong trào đàn hát dân ca khá sôi nổi, với những thành tích đáng ghi nhận trong các kỳ liên hoan, hội thi, hội diễn. Số người thực hành di sản đông, chất lượng nghệ nhân khá, nghệ nhân biết sáng tác nhiều. Điển hình ở đây là câu lạc bộ dân ca xã Diễn Thọ và xã Diễn Bình. Đây là hai xã xây dựng tốt câu lạc bộ đàn hát dân ca ví dặm. Diễn Thọ, quê hương của điệu hát reo truyền thống, tiêu biểu ở đây là nghệ nhân Đinh Văn Cảnh, người thương binh hạng 1/4, mất sức 95%, vẫn ngày ngày đam mê câu hát quê hương. Vượt quãng đường hơn 10 km từ thị trấn Diễn Châu về xã Diễn Thọ để xây dựng phong trào. Đến nay, đóng góp của ông đã được đền đáp. Câu lạc bộ dân ca xã Diễn Thọ tuy mới được thành lập năm 2016, nhưng đã có gần 30 nghệ nhân tham gia. Kinh phí hoạt động được đảm bảo, đội hình có hát, có đàn và đặc biệt là sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương xã Diễn Thọ cũng hết sức mạnh mẽ. Với mô hình cá nhân đam mê tìm tòi kinh phí, truyền tình yêu ví dặm, nghệ nhân Trần Văn Cảnh với xưởng sản xuất xe ba bánh cho người khuyết tật đã xây dựng nguồn kinh phí kiếm được, đứng ra đóng góp kết hợp kêu gọi tài trợ, xây dựng nên một hình ảnh đẹp, mô hình cá nhân, góp công thành lập câu lạc bộ dân ca với mong muốn phục dựng tục hát reo truyền thống của quê hương mình, sân khấu hóa nó để tham gia các hội diễn. Ông Nguyễn Đình Cảnh chia sẻ. Thì cả cái cảnh thế này, thì thường niên của câu lạc bộ 8, thì cũng cả anh Đắc, chị Hà với anh chị em thì câu lạc bộ 8 cũng đã có truyền thống luôn. Đó là truyền thống về dân ca ví dặm. Thế nhưng để cho có cái phong trào dừng để như bây giờ thì đó là cái lòng thủy tâm của tất cả những người dân Việt Nam, tất cả những người chúng ta là anh đã cũng hiểu lên toàn là chậm biết cả. Và đây có một số cá anh thậm chí là cùng cán bộ xóm, cán bộ cựu chiến binh tham gia ở đây để đưa cái phong trào văn hóa dân ca ví dặm từng thôn một. Thì hôm nay để có cái này là cái thứ nhất là cảm ơn sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc xã thì đã có quan tâm và chỉ đạo hướng dẫn để cho câu lạc bộ đi luôn được, là phát huy được cái đó. Thì ở đây thì nhất là nói chung cái sự của cán bộ anh chị em ta quá tuyệt vời. Ngoài cái đồng ruộng ra rồi về lần gà chảo chăn xong rồi thì khi đó là 8-9-10 giờ khi mình đi tập được, nhưng mà cũng hoàn thành nhiệm vụ. Thế đâu là một cái mà anh em ta từng khen mình đi,
tự tặng cho mình cái lời khen tuyệt vời. Bây giờ bà nhớ cái đoàn hát reo ngày xưa đi cùi cỏ. Bà mới nhớ chứ. Đi cùi cỏ lên cái rú mô đó, động chi đó. Rồi bây giờ là hát những cái bài đó. Hồi là đoàn cùi cỏ dọc dài gió đông đông liều. Gió hoài liều đông tưởng nến rào vừa trồng sống chỉ thở nhọc lên đồng dục khi chuồng ghé đài ngàn đâm cùng tháng ta đài ngàn anh cùng ơi chuồng tạc răng chi muộn ánh rít rác ngọn đi. Khác với Diễn Thọ, ở Diễn Bình lại là mô hình câu lạc bộ văn thể tổng hợp. Anh Nguyễn Trung Hiển, con trai ông Nguyễn Trung Đính, người cha quá cố có nhiều đóng góp trong phong trào ví dặm địa phương. Theo chân bố, vợ chồng anh Hiển và chị Lê, một cán bộ của địa phương đã về hưu, đứng ra xây dựng câu lạc bộ ví dặm kiêm thể thao xã Diễn Bình ngay tại gia đình mình. Điều tạo nên cái đặc sắc khác với các câu lạc bộ khác là nghệ nhân đến giao lưu thể thao xong, quây quần lại ngồi hát ví dặm. Chính điều này đã thu hút số lượng nghệ nhân đông, có chất lượng, có sự giao lưu học hỏi với nhiều câu lạc bộ khác thông qua mô hình văn thể. Tâm sự với chúng tôi, ông Nguyễn Trung Hiển nói. Là Lê Xuân Hiển, năm nay là 65 tuổi và nghỉ hưu. Bây giờ là về tại quê là xóm 6 Diễn Bình, Diễn Châu, Nghệ An. Và về đến đây một ý tưởng là xây dựng một cái phong trào văn nghệ của quê. Mà người khởi xướng đầu tiên là cô Nguyễn Thị Lê, là vợ của tôi. Cô là một cái người đam mê văn nghệ, là cũng có thể nói là con nhà nòi, rất đam mê từ quần nhỏ. Khi lớn lên và quá trình hoạt động văn nghệ, cô có nhiều cái cống hiến. Và khi về cô rất tâm huyết với cái phong trào văn nghệ. Và đầu tiên thì cô đã thành lập một cái hội cựu nữ văn nghệ thân thiện có 25 hội viên. Và sau này thấy cái hội cựu nữ văn nghệ nó đơn điệu quá, cho nên là hội mới thành lập tên là hội văn nghệ. Và hội văn nghệ thì có cả nam cả nữ, và những cái người đã từng cộng hiến phong trào văn nghệ xã Diễn Bình một thời, và sau đó thì cả nam cả nữ vào tham gia rất đông, và con số lên là 56 hội viên. Quá trình hoạt động thì hội rất là đam mê, diễn nhiều cái chương trình dân ca ví dặm, nhiều cái hoạt cảnh. Đặc biệt là hội đã diễn tái lại cái vở Không Phải Tôi, sáng tác của anh Nguyễn Trung Giáp, người tại xóm 6 Diễn Bình, Diễn Châu, Nghệ An. Và sau khi hoạt động và diễn các cái chương trình tại xã thì rất được nhiều người hoan nghênh. Và sau đó thì hội thấy rằng là bây giờ phải vận động hơn nữa, và nguyện vọng của anh chị em hội viên và một số người muốn tham gia vào hội thì hội lại mở rộng ra một cái hội mới, tên mới là cái hội văn nghệ thể thao Diễn Bình. Bằng cách tập hợp những người yêu thể thao, cá nhân ông Hiển đã sàng lọc tìm ra những người biết hát, hiểu và yêu ví dặm, để từ đó xây dựng các chương trình, soạn lời sao cho nội dung phù hợp với phong trào địa phương, biểu diễn luôn sau các cuộc thi đấu nhằm cổ vũ tinh thần thể thao của xã nhà, đồng thời cũng từng bước nâng lên để tham gia các hội thi, hội diễn. Thành quả ông tạo ra là nhiều nghệ nhân nơi đây đã trưởng thành và có chất giọng tương đối tốt.
Điểm khó chung của câu lạc bộ xã Diễn Bình gặp phải giống như nhiều nơi khác là nguồn kinh phí hạn chế, chủ yếu là anh chị em trong câu lạc bộ tự đóng góp, địa phương chỉ ủng hộ về tinh thần, sự tham gia, tìm hiểu của thanh thiếu niên ít, hầu như không mặn mà với câu hát quê hương. Mục tiêu mà vợ chồng anh Hiển, chị Lê đặt ra là sẽ truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ, đồng thời đưa câu lạc bộ đi tham gia trong các kỳ liên hoan hội diễn sắp tới. Về huyện Quỳnh Lưu cũng là một địa phương có truyền thống trong phong trào xây dựng câu lạc bộ ví dặm. Với số lượng câu lạc bộ dân ca được xây dựng sớm nhất là câu lạc bộ Hồng Sơn. Đến nay thì Hồng Sơn được chia tách ra và số nghệ nhân chuyển về sinh hoạt tại hai câu lạc bộ là Quỳnh Hồng và xóm Bảy Quỳnh Hậu. Đây là một trong số các câu lạc bộ tiêu biểu của huyện với số lượng nghệ nhân đông. Quỳnh Hồng là 19 nghệ nhân và xóm Bảy là 21 nghệ nhân. Chất lượng của nghệ nhân hát và đặc biệt là có dàn nhạc dân tộc tương đối tốt, nếu không nói là tốt nhất là thuộc top đầu trong tỉnh. Ở Quỳnh Lưu, cái trăn trở mà các nghệ nhân nơi đây như ông Nguyễn Yết Niêm, nghệ nhân ưu tú, người có tình yêu cháy bỏng với câu ví dặm tâm sự, đó là sự tham gia của thế hệ trẻ còn quá ít. Hầu hết nghệ nhân đều ở độ tuổi ngoài 40. Làm như thế nào để thu hút được giới trẻ cùng tham gia vào câu lạc bộ ví dặm đang là vấn đề đặt ra cho địa phương này. Và với xã Quỳnh Nghĩa và xã Quỳnh Bá là những địa phương ven biển có câu lạc bộ dân ca thành lập muộn. Số lượng nghệ nhân tham gia còn rất khiêm tốn, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với tình yêu ví dặm của người dân miền biển nơi đây vơi bớt đi, mà ngược lại, với sự dẫn dắt của nghệ nhân gạo cội Đinh Trọng Ẩn, người từng thể hiện và viết nhiều hoạt ca, hoạt cảnh để tham gia các chương trình kỷ niệm, lễ hội của địa phương, thì tình yêu câu ví, lời ca và phong trào đàn hát ví dặm nơi đây không những không bị lắng lại mà đang ngày càng khởi sắc. Rời Diễn Châu, Quỳnh Lưu, chúng tôi về với thành phố Vinh, nơi phồn hoa đô hội trong cái ổn ã của kinh tế thị trường. Vinh vẫn là địa phương duy trì được phong trào đàn hát dân ca ví dặm, với số lượng câu lạc bộ đông, chất lượng tương đối tốt. Giới trẻ tuy đang còn khiêm tốn, nhưng cũng đã có sự tham gia, chính quyền quan tâm. Tuy nhiên, cũng như điểm hạn chế mắc phải tại các huyện thành khác, chính là chất lượng sinh hoạt còn mang tính hình thức, chạy theo phong trào, nặng về thành tích trong các đợt tham gia liên hoan mà chưa quan tâm đến chất lượng sinh hoạt, nội dung sinh hoạt, số lượng nghệ nhân trẻ tiếp cận và hiểu sâu về ví dặm còn hết sức khiêm tốn. Hầu hết chỉ là biết hát theo và đa phần là múa phụ họa, chứ không hiểu sâu về làn điệu và tiết tấu của câu hát. Tiếp cận đến các câu lạc bộ Vinh Tân, Trung Đô, Hưng Dũng, Hưng Đông, Cửa Nam, Hà Huy Tập đã phần nào cho thấy điều đó. Xin giới thiệu, tôi là Đoàn Thị Nguyễn và hiện nay là ở khối 10 phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An. Thì rất may mắn, tôi thì rất thích về ca hát, nhưng mà vấn đề là tôi để không có cái giọng hát được. Nhưng mà hôm nay là tôi nhiệt tình tham gia để nghe cái câu lạc bộ hát dân ca của phường giới thiệu những bài hát mới, những bài hát dân ca. Có biết được tên hoặc là một số làn điệu nào, biết tên hoặc là biết cái tính chất của nó như làn điệu dân ca? Bây giờ là thực tế này, tôi là dân Bắc, lấy chồng về đây thì tôi thì thích nghe, nhưng mà thực tế nhiều cái làn điệu được nghe trên TV giới thiệu, mà tôi chỉ biết nghe thì cũng chưa hiểu được lắm, thì từ cái mức phải gốc người xứ Nghệ nên là mọi người cũng thông cảm. Tôi là Võ Thị Hà, quê ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương,
và hiện tại tôi đang sinh hoạt tại câu lạc bộ dân ca xã. Nói như anh ta nghĩ này là gì thì không biết hát, nhưng mà nói để cho rõ cho hiểu các cái làn điệu thì lấy cái như mình đo đứa và bị phương vài các hiện tin vật biết hát, nhưng mà người ta sướng cái rồi thì mình hát được, nhưng mà như hát rồi nào đó làn điệu chúng ta lại chưa nhớ được. Như có thể hát được không? Với hạt giảm đấy đi, giảm rất sớm đấy đi. Có sự nghề ơi sơn thủy tự tinh chữ nhân kiệt địa linh mới các anh ta ở lại, mà anh chị thôi ta ở lại. Giữa mây trắng ơi ngồi ở lại, tay em nắng chén rượu ở đây đừng có từ chối, kèm lại say uống cho xa xôi ta sẽ nhớ lại, mà xa xôi rồi ta sẽ nhớ lại. Huyện Hưng Nguyên, quê hương của phong trào Soviet Nghệ Tĩnh, cũng là vùng quê có truyền thống về phong trào văn hóa văn nghệ, nơi trong những năm gần đây, phong trào xây dựng câu lạc bộ ví dặm hết sức sôi nổi. Có thể khẳng định đây là địa phương hiện đang làm rất tốt công tác xây dựng, nhân rộng mô hình câu lạc bộ dân ca, góp công lớn trong sự nghiệp bảo tồn ví dặm. Ngoài trách nhiệm của ngành văn hóa nói chung thì không thể không kể đến vai trò riêng của cá nhân anh Nguyễn Thanh Ngân, cán bộ trung tâm văn hóa thể thao huyện, phụ trách mảng văn nghệ. Được anh dẫn lối tốt, chúng tôi đã có dịp khảo sát các câu lạc bộ được coi là điểm nổi của huyện Hưng Nguyên như câu lạc bộ xã Hưng Tân, xã Hưng Châu, Hưng Đạo, Hưng Thịnh, Hưng Phúc. Điều nhận thấy rõ nhất là số lượng nghệ nhân tham gia tại các câu lạc bộ hết sức đông đảo, giới trẻ tham gia nhiều, có nhiều em hát tốt và nắm vững nhiều làn điệu. Chính quyền các xã hết sức quan tâm vào công cuộc tạo điều kiện mạnh mẽ, cán bộ văn hóa hướng dẫn nhiệt tình và cùng tham gia vào sinh hoạt với các câu lạc bộ. Một trong những mô hình tiêu biểu muốn nhắc đến ở huyện Hưng Nguyên là câu lạc bộ xã Hưng Tân. Đây là địa phương có khu di tích Lê Hồng Phong, cũng là xã vừa đón nhận danh hiệu nông thôn mới. Trong sự khởi sắc chung thì mô hình câu lạc bộ ví dặm được người chủ nhiệm Nguyễn Đăng Minh xây dựng hết sức tốt. Hưng Tân là câu lạc bộ duy nhất có số lượng nghệ nhân đông và lại phân bố trong một xóm duy nhất. Chính điều này đã tạo ra sự thuận lợi trong các dịp sinh hoạt hoặc tập luyện biểu diễn. Cũng là câu lạc bộ có một nghệ nhân ưu tú vừa được phong tặng, có nghệ nhân biết sáng tác, viết lời. Nguồn kinh phí hoạt động dồi dào dựa trên sự tích lũy, tiết kiệm và sinh lãi của các chương trình biểu diễn thu được. Tất cả các yếu tố trên tạo cho câu lạc bộ Hưng Tân có thời lượng sinh hoạt đều đặn, tham gia nhiều tại các kỳ liên hoan, hội thi, hội diễn, đạt được những thành tích cao, thường xuyên tổ chức các chuyến giao lưu học hỏi tại các địa phương. Đây thực sự là một mô hình đáng nhân rộng tại các địa phương khác. Ngoài điểm nổi về phong trào tại Hưng Tân, thì phong trào đàn hát ví dặm của Hưng Nguyên cũng không tránh khỏi chứng chạy theo phong trào bề nổi, nghệ nhân thực hành còn khiêm tốn. Có thể thống kê con số 30% nghệ nhân nắm giữ và hiểu biết về các làn điệu và 60% nghệ nhân biết hát theo các làn điệu. Thì về cái câu lạc bộ hoạt động tốt, thì việc đầu tiên là nhờ cái sự quan tâm của chính quyền. Chính quyền quan tâm từ rất nhiều phương diện. Thứ nhất là có thể là về cơ sở vật chất, rồi có thể hỗ trợ về tiền, rồi cũng có thể là về tạo điều kiện về phương tiện để đi giao lưu học tập và các nơi. Về để phát triển, nhằm là phát triển tốt cho cái phong trào của dân ca ví dặm nói chung cũng như văn hóa văn nghệ tại địa bàn nói riêng, thì rất mong cái sự quan tâm của Sở Văn hóa Thể thao, Trung tâm Văn hóa tỉnh và đặc biệt là Trung tâm Bảo tồn dân ca ví nghệ là quan tâm hơn, rồi là về cũng như hỗ trợ về nhiều vấn đề như về các tác phẩm, rồi hướng dẫn về nghiệp vụ, rồi về chỉ đạo sâu sát hơn, về để hỗ trợ thêm cho cái anh em tác nghiệp của trung tâm thể thao huyện. Tôi là Lưu Thị Dung, hiện tại tôi đang là phó chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Hưng Đạo. Với cái đam mê hát dân ca từ nhỏ,
Cho nên bản thân tôi thì đã tham gia các cái hội thi hát dân ca. Khi mà chưa tham gia câu lạc bộ tại xã ấy, thì khi thời đang còn trẻ thì tôi cũng đã tham gia khá nhiều các cái cuộc thi từ cho huyện và sau đó tham gia ở tại tỉnh. Và sau năm 2017, đầu năm 2017 thì câu lạc bộ dân ca Vị Dằm xã Hưng Đạo được thành lập. Và từ đó đến nay thì chúng tôi cùng với nhau một số cái nghệ nhân trong câu lạc bộ thì tổ chức hoạt động rồi tập luyện các cái loan đầy điều dân ca, để điều đầu tiên đó là phục vụ cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau đó thì chúng tôi thỏa được cái đam mê của mình và cũng phục vụ cho liên hoan cái dân ca Vị Dằm ở cấp huyện, rồi sau đó thì đi cấp tỉnh. Và mong muốn của tôi thì tham gia vào sinh hoạt câu lạc bộ thì mình tiếp tục sẽ truyền lại cho các cái thế hệ con em mai sau là bảo tồn cái di sản văn hóa phi vật thể mà được UNESCO công nhận. Sau đây thì tôi xin hát một vài cái làn điệu về dân ca Vị Dằm. Đầu tiên thì tôi xin hát một cái làn điệu dằm vì dân thương. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường em không chịu nổi, anh yêu ơi xin anh đừng giận vội, trước tiên anh nhớ phải tự trách nhớ mình. Giới thiệu, em tên là Ngô Thị Thuyền, năm nay là 32 tuổi, hiện tại sống ở bên Mỹ Thánh, tỉnh Nguyên Nghệ An, và hiện tại sinh hoạt tại câu lạc bộ dân ca Vị Dằm. Về em sinh hoạt thì câu lạc bộ thì bắt đầu từ khi nào? Chắc là lâu lắm rồi ạ. Giờ em nắm giữ được khoảng bao nhiêu làn điệu của dân ca Vị Dằm được? Phạm Thị Xuân, năm nay 42 tuổi, ở thường trú tại xóm 4B sáng vì Hương Nguyên Nghệ An. Em đang sinh hoạt tại câu lạc bộ Vị Dằm ở sáng vì. Chị bắt đầu tham gia câu lạc bộ từ khi nào? Tham gia thì nói chung là theo cái phong trào, thì mỗi khi có một cái cuộc thi tiếng hát lăng sen hay là văn nghệ của xóm xã thì đều tham gia cả. Nhưng mà sinh hoạt câu lạc bộ thì bắt đầu câu lạc bộ thành lập năm 2010 đến năm 2012, thì từ đó cho đến giờ là khi nào cũng tham gia đầy đủ. Nói chung là rất yêu văn nghệ. Chị có biết được là ví thì có khoảng bao nhiêu là liệu không? Thế thì chị bây giờ có thể thực hành gọi là hát được một cái đoạn ví giọng là không vấn đề gì. Người ơi, đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước ngơ biếc như tranh. Mình mang điều vì câu hò, không làm dệt nơ nhưng vẫn thơ nơ tình. Điểm cuối trong chuyến khảo sát là huyện Nam Đàn, cái nôi của phường Phài. Phải nói rằng đây là một trong những huyện đi đầu trong phong trào xây dựng câu lạc bộ, với điển hình là câu lạc bộ dân ca xã Kim Liên, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đến nay, dường như sự nhiệt tình đi đầu không còn được các cấp chính quyền nơi đây giữ vững như vài năm trước. Anh Nguyễn Văn Tính, Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách mảng văn nghệ chia sẻ, trong vài năm lại đây, nguồn ngân sách cấp cho ngành văn hóa bị chia năm xẻ bảy. Trong vài năm lại đây, nguồn ngân sách hạn hẹp, chủ yếu trông chờ vào các dự án phi chính phủ về hỗ trợ văn hóa du lịch cộng đồng, nên đây là vấn đề hết sức khó khăn. Có thực mới vực được đạo, lòng đam mê, sự nhiệt tình thôi chưa đủ để vực dậy phong trào, cần lắm những cơ chế chính sách để bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví Dặm một cách đúng nghĩa. Ngày Đức thì lắm thì khoảng
bao nhiêu làn điệu Mỹ và bao nhiêu làn điệu Nhật? Thì báo cáo hãy có thì hoạt động của câu lạc bộ thì chúng tôi thường xuyên triển khai các cái làn điệu như quý, các cái quý hay là các cái làn điệu của trong dân ca Việt Nam, thì có cái điệu vị của quý thì phương vài, thì phương cấy, thì treo nón, thì đo đứa không làm. Thì chúng tôi sẽ tổ chức tất cả các câu lạc bộ quân thủ của điệu quý nhỏ. Như vậy là hàng tháng mình có hàng năm thì có tổ chức thơ cấy và tổ chức các hoạt động vị thì làm điều vị đo đứa không làm. Là người ơi, trước thuyền ngược dòng Lam đến xa Nam dừng lại, xin gửi chữ tình với đất mẹ Khánh Sơn. Đó là cái người dân quý. Với vai trò là một cái chủ nhiệm câu lạc bộ thì anh có những cái xuất gì về cái cơ chế thì đó. Cái câu lạc bộ thì có những cơ chế thì chúng tôi từ thiên hoạt để đồng ở đấy thì cơ bản là về cái tỉnh tự phạt. Còn về cái cơ chế hoạt động thì chúng tôi gọi là những cơ chế. Còn là về cái đề xuất mà mong muốn của câu lạc bộ là mong muốn như vậy là Sở Văn hóa cũng như Trung tâm Văn hóa huyện tạo mọi điều kiện quan tâm về cái tinh thần cũng như một số vật chất để cho câu lạc bộ hoạt động được mạnh hơn. Rồi hàng năm hàng tháng tổ chức các đợt tập huấn chủ nhiệm hoặc là thành viên và thành viên của câu lạc bộ để có thể là các thành viên nắm bắt chắc hơn những cái làn điệu. Báo cáo với anh Đức Long để câu lạc bộ dân ca cùng tất cả các câu lạc bộ đã và đang hoạt động trên địa bàn huyện Nga thì đều do lòng tâm của các thành viên và sự tập hợp với sự tập hợp tình nguyện. Sau khi xã Xuân Hoa cũng đã có câu lạc bộ dân ca từ năm 2009, nhưng sau đó năm 2010 và từ năm 2016 và đầu năm 2017 thì câu lạc bộ cùng dân Vân Viên được thành lập, thì bản thân là một người rất tham mưu về vấn đề dân ca Việt Nam. Thì đó là đã tình nguyện gia nhập với câu lạc bộ. Với tư cách như là một chủ nhiệm một câu lạc bộ thì anh cảm nhận như thế nào về sự quan tâm và là đánh giá về cái sự quan tâm và giúp đỡ của chính quyền và các địa phương? Thực ra thì sau khi được thành lập thì câu lạc bộ dân ca thì dòng Phong Sơn Vân Diên là được các vị đại chính quyền địa phương rất là quan tâm, và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tâm Văn hóa huyện và Phòng Văn hóa Thông tin huyện thì cả văn hóa xã và chính quyền địa phương rất chủ động đến vấn đề câu lạc bộ hoạt động câu lạc bộ và theo dõi rồi sát quá trình hoạt động cũng như những buổi biểu diễn du khách du lịch. Anh nắm bắt nắm giữ hiểu biết được khoảng bao nhiêu làn điệu ví và làn điệu giọng? Thực ra thì tất cả những cái làn điệu dân ca thì mình cũng phải nắm hết được, là vì nó có những cái lời cổ mà mình có thể là không phải là nghiên cứu nghiên sâu về bài này, mà lòng đam mê của mình thì mình học hỏi qua các anh chị rồi đến các cái thông tin này, rồi những người già cả người ta đi trước đó, thì thực tình mà nói là tất cả các cái làn điệu mà phổ biến ở đang hiện hành đấy thì bản thân mình cũng có thể làm hết được. Có thể kể tên một số làn điệu ví hoặc và giọng? Thì trong người em thì cũng dầm kề rồi dầm, rồi là dầm ve, rồi là vì đồ đứa, rồi là vì đại thạch, rồi là hạt khuyên, tử hoa, cả cái làn điệu đó đấy anh đều. Em có biết, em kể một số làn điệu ví hoặc ra mà em biết. Hát cái bài mà thật hát nhé. Em biết cái nào? Bài mà cái bài em thấy, nhưng mà em chưa khi nào hát lại cái bài vị ngắn kìa. Em biết được cái gì? Em biết hát một số bài dân ca. Em hát thử một bài. Thành viên thì em...
Có thể tóm lược rằng chuyến khảo sát lần này là địa bàn 5 huyện, có thể nói là có phong trào xây dựng câu lạc bộ dân ca ví dặm tốt nhất trong tỉnh, đã phần nào cho thấy về mặt ưu điểm cũng như những khó khăn gặp phải. Điểm tốt đọng lại là phong trào vẫn hết sức sôi nổi, câu lạc bộ vẫn tiếp tục được thành lập mới và duy trì, số lượng nghệ nhân đông, chính quyền địa phương hết sức quan tâm chia sẻ. Tuy nhiên, bên cạnh các mặt ưu thì cũng bộc lộ nhiều mặt còn rất là hạn chế, như bệnh chạy theo số lượng, chạy theo thành tích của các địa phương. Câu lạc bộ hàng năm đi tham gia liên hoan hầu như là gom các nghệ nhân có chất lượng mà chưa chú trọng đến tính thực chất, số lượng nghệ nhân đông nhưng tỷ lệ nắm giữ và hiểu biết về ví dặm còn quá ít. Giới trẻ tham gia còn khiêm tốn, cơ chế chính sách và nguồn kinh phí còn hết sức khó khăn, chưa có nguồn cấp cụ thể, tỷ lệ nghệ nhân đi tham gia tập huấn và truyền đạt lại chưa phát huy hết hiệu quả. Công tác tuyên truyền quảng bá về ví dặm qua các kênh từ câu lạc bộ để lan tỏa tại các địa phương còn hạn chế. Dẫu vẫn biết sự lan tỏa của dân ca ví dặm là hết sức mạnh mẽ và tình yêu câu hát cha ông luôn được các thế hệ người dân xứ Nghệ nuôi dưỡng, điều chúng ta cần lúc này là làm sao để câu hát dân ca ví dặm thực sự sống được trong cộng đồng, ăn sâu vào tâm khảm của mỗi nghệ nhân khi tìm đến nó. Lửa đam mê sẽ không thể bùng cháy nếu thiếu đi các cơ chế chính sách hỗ trợ thiết thực. Thiết nghĩ, ngành văn hóa nói riêng, các cấp nói chung cần phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa. Con số 200 triệu cấp cho các câu lạc bộ mỗi năm là chưa đủ, cần có sự phân bổ rõ ràng và có những cách làm phù hợp. Có như thế, dân ca mới trở thành động lực tinh thần, không những nuôi dưỡng tâm hồn nghệ, bảo tồn và phát huy di sản cha ông, mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.